cho nó béo kìa. Nhìn bên trong nè. Của em 8.000 em. Ở nhà là cô sẽ làm, cô làm đồ, đúng làm rồi, sốt chị ha. Đúng rồi, cô làm sốt rồi cô làm đồ cho chị. Đây là món gì vậy chị ơi? À, cái món này là combo tàu hũ chả. Dạ. Còn cái này là truyền thống chiên. Dạ, truyền thống đây ha. Ừ. Bên trong là muối tiêu rau răm. Đúng rồi. Bình thường. Ớt, sa tế. Sa tế. Là 2 miếng là bao nhiêu tiền chị? À, 1 miếng là 8.000, 2 miếng là 16.000 à, 4 miếng chị ha, 4 miếng là 32.000. Dạ. À, này là chiên, còn bên đây là hấp. Đây, hấp hàng ở nhà đó, vẫn như hồi xưa ha. À, hấp nóng hổi luôn. Combo này mình bán sao chị nhỉ? À, một combo này là chị bán cho anh này là một miếng chả là 20.000. Dạ, rồi chả quế hay chả gì chị? Chả quế. Dạ. Rồi combo là 2 miếng full 30.000. Là một combo này là 50.000. Dạ. À, ớt à, muối ớt tiêu đen. Đúng rồi. Dạ, sốt tiêu đen ha. Có sốt. Dạ, chị làm ra bỏ bịch sẵn. Nước cốt chanh hả chị? Đúng rồi, nước cốt chanh và sa tế. Mình để riêng hết chị ha. Để riêng. Dạ. Mình chiên nguyên miếng bự như vậy, mình cắt sao hả chị? Hay là, à không cắt, không cắt ra luôn. Mình chỉ chẻ đôi thôi. Anh này là mối ăn để nhâm nhi á. À, nhậu chị ha. Nhậu, nhâm nhi nhậu nên là phải cắt ra vậy cho ảnh. Còn bình thường là chị không có cắt. Vâng. Đó, đây là chảo quế ha, chiên, chiên giòn. Đậu hũ. Hello anh. Rồi combo xong mà cả nhà ha. Đó mình bỏ thêm khô gà, khô bò đúng không chị? Chiên cút. Rồi mình hộp cho em 50.000 đúng không chị? Hành phi ha. Rau răm nữa cả nhà. Đó đầy đủ ha. À, sốt tiêu đen với lại sa tế với ớt nước chanh thì để ngoài. Đem chanh giùm em. Đem chanh nói giùm em. Chả quế nè, một gốc như vậy là 20.000. Vâng. Rồi, đây là chả chén nè. Dạ. Rồi mình có bò viên, cá viên và xúc xích. Ồ, cái này làm bánh thêm đúng không chị? Đúng rồi, chị mới bán thêm nè. Tại vì chị bán thêm được tháng nay là cái la ghim chay. Dạ. Nó bao gồm có như vậy. Cái này đồ chay hết, tất cả là đồ chay. Ồ, cái này là chị. Đúng rồi, chị không có bán đồ mặn nha. Dạ. Nó làm từ đậu nành nè. Dạ. Bột mì nè, rồi tiêu, rồi dầu ăn. Vâng. Rồi tất cả đều là đồ chay hết. Chị có cái con gà, con nai, à, cho bò với là... trứng cút là mặn thôi ha. Rồi tất cả trên đây đó, có hai loại chả, tất cả trên đây đều là chay. Đó, chả quế, chả chén đây là chay hết. Đúng. Dạ. À, đây là đồ la ghim chay. Vâng ạ. Đúng rồi. Lâu lâu quay lại thì anh chị có thêm món mới thì... cho những người anh chay được thêm đa dạng hơn chị ha. Đúng rồi, chính xác, được thêm đa dạng hơn. Đây, sốt tươi đen rất là đặc biệt. Cái này là cô làm luôn á. Cô làm nè, rồi hành phi cũng tự làm luôn nè. Nhìn là biết tự phi luôn. Nhìn nó sẽ không đều nếu mà khi mà người ta là rất là đều luôn đó. Đúng rồi. Anh tính tiền được cốt. Hai chiên khô đúng không? Còn phần này là 30.000 nè, hai chiên khô topping nè. Hai phần đậu hũ chiên. Ừ. Cái
này gọi là chiên phun đó nha. Dạ. Phun tấp bình còn là... nếu không thì chỉ có chỉ có muối à, dạ. Chỉ có muối tiêu rau rau răm. Còn cái này là có khô bò nè, khô gà dạ. Nè và trứng cút. Dạ. Cái này gọi là tấp bình. Phun tấp bình. À, phun tấp bình. Là 15.000 một miếng. Đúng rồi, 15.000 cho một miếng. Em thấy cả hai hộp sa tế khác nhau vậy chị? Hộp đúng trong rồi, này với hộp này. Đúng rồi. Cái sa tế thường là chị bán ăn với chả với mấy cái la ghim. Dạ. Yeah. Còn mà chị bán thường xuyên mà đậu hũ thì chị xài bằng ớt xay thôi. Yeah, xay thôi. Ớt này thì chị cũng nấu giấm chua ngọt. Dạ. Yeah. Có nấu giấm chua ngọt chị mới ngâm vô. Đúng là mình tự làm hết đó chị. Đúng ha? Rồi, mình tự làm tất hết. Tất cả các sốt gia vị là tự làm. Đúng hết. Rồi, tự làm. Tiêu cũng vậy luôn nè. Đúng rồi. Nó nói chung là bên chị nó khác hẳn hơn nhiều chỗ khác là có cái nước sốt tiêu đen này dạ, nè. Chứ rồi. Còn người khác người ta chỉ bán có mỗi muối tiêu và rau răm thôi. Vâng à. Thì nó ăn nó cũng được thôi, đúng rồi. Còn cái này thì nó lạ hơn một dạ. Chút. Đó. Là một đó, đây là 30.000. 30.000 cho hai miếng dạ, đậu hũ phun à. Topping dạ. Chiên và hấp, có hai loại luôn, có hấp có chiên. Dạ. Anh bỏ vô. Ở đây người ta ăn hấp hay là chiên nhiều chị? Chiên nhiều. Dạ. Yeah. Chiên nhiều hơn hấp. Cũng tùy ngày. Nhưng mà hầu hết cái giới trẻ là nó phải ăn chiên thì yeah. Nó giòn, nó béo. Vâng ạ. À, còn mấy người lớn tuổi với kỹ tính với mấy anh chàng tập gym á thì họ thích ăn hấp hơn. À, vâng. À, họ ăn hấp hơn là ăn chiên. Với thêm cái tàu hũ này của chị là chị đặt theo cái độ béo riêng của mình à, nữa à, chứ không phải là ở ngoài chợ người ta bán vậy. Chị cầm giùm em miếng đậu hũ đi chị. Đó, bỏ bên nồi kia là nó bốc mùi là những béo gì ha. Đúng rồi. Còn trong đây là nó rất là thơm. Dạ. Đó. Đó. Thấy không? Rất là miếng thơm. Miếng đậu hũ nhìn đã quá ta. Ừ. Rất là đẹp luôn á. Ừ. Bên dưới mình hấp nước bình thường hay sao chị? À, nước bằng lá dứa à, nha. Dứa ha. Đó. Đó. Dạ. Mình phải hấp luôn. Bằng lá dứa nó mới ngon. Dạ. Mới thơm. Mình đã bán từ mấy giờ chị nhỉ? Chị bán từ 3:30 cho rưỡi. Tới 10 giờ. Dạ. Sắp mùa hè trời mưa có dù đúng không chị? Có, mưa sắp dù. Mùa mưa đến đây rồi. Mùa mưa đến đây rồi. Mưa thì hơi bị cực. Dạ. Nhưng mà mùa mưa ăn cái này là rất là ngon. À. Rồi trời mưa đi ăn mấy đồ nóng nóng ngon lắm. Đúng rồi, trời mưa thì ăn mấy đồ nóng nóng ngon. Đó giờ còn nhiêu đây thôi nè, sắp hết rồi. Ồ, dạ, bây giờ là gần 9 giờ rồi nha cả nhà. Hôm nay Dương đi hơi trễ. Nên nhìn quầy đồ ăn cũng gần vơi bớt rồi. Mình cũng có ngồi lại kìa. Dạ, ngồi lại bên kia đó. Xe để thoải mái. Đúng rồi, xe để thoải mái. Mát mẻ. Cái này là chiên thì chiên ít ít vậy đó. Vâng. Nhưng mà khoảng tầm giờ tan tầm là từ 5 giờ á là chị chiên nhiều lắm. Ồ, vâng. Chiên là phải mười mấy miếng để sẵn vậy đó. Yeah. Tại tan tầm người ta ghé người ta mua nhiều. Yeah. Giờ này thì mình chiên tầm 4 miếng mình để sẵn vậy thôi. Vâng. Tại chiên là luôn luôn mình phải chiên mình để sẵn. Yeah. Tại vì loại là nó không có liền. Nên là phải chiên trước. À bây giờ chị lạnh cho em coi cái menu lại đi chị. Rồi. Đó menu hồi lâu rồi cả nhà ha. Thì bây giờ có menu có cái gì mới không nè. À, đó. À, mít trứng cút bình thường là 10.000 một miếng. Ở đó rất là menu rất là nhiều cả nhà ha. Đúng đọc rồi. Hết trên đâu. Thì là dạ. mít mặn. Còn ở dưới là món à, đồ ăn chay. Dạ chay chị ha. Mình ăn chay được. Và thêm một cái này nữa. Đây, cái này là đồ la ghim chay. Vâng à, đúng rồi. Chỉ có mình chỗ chị bán chứ cái thường này. Tại vì hồi được đợt rồi á là cách đây mấy tháng trước á chị đi ăn nhà hàng chay. Dạ. Cái chị thấy có đồ la ghim này cũng hay. Dạ. À, tại sao mình hồi đó giờ mình chỉ bán có loại chả không mà. Vâng. Thôi thì người ta thích ăn giặt đồ chay nè thì chị mới lấy về luôn đó. Dạ, phục vụ khán giả đúng mà rồi. Ăn chay ha chị ha.
tính ra mình bán được bây giờ là bao lâu rồi chị nhỉ? Chị bán được 1 năm rưỡi rồi. Dạ, tại vị trí này chị hả? Ừ, cũng tại địa chỉ này luôn nha. Dạ. Đầu là chị coi cái YouTube á, mà của cái chú ở dưới An Giang. Dạ, vâng. Rồi xong cái lúc đầu tiên, trong 3 ngày đầu tiên là chị cũng chỉ bán có truyền thống muối tiêu thôi. Dạ. Cái mình ăn hoài mình thấy nó cũng bình thường quá. Cái xong sau đó chị mới sáng tạo ra. Mình sáng đó, tạo ra sốt. Thêm đúng rồi đó. Mít này mít kia để vâng. Cho có sự lựa chọn. Dạ. Mà nó chị ăn một món hai món khán giả ai cũng chán mà đúng không rồi, chị? Chính xác, mình ăn mấy ngày liền nó cũng dạ. Thấy bệnh ngán. Dạ. Nên là mít thì từ có cái mít thì chị bán được nhiều hơn. Dạ. Mà đặc biệt cái là cái mít Trứng Cút này là chị bán đắt nhất. Dạ. Và trẻ lớn bé gì ăn cũng được. Nó béo. Chị làm mít. Nhanh quá nhanh. Chị làm nhanh lắm. Chị làm nhanh lắm. Chị làm nhanh lắm. Cô thì từ tốn, đúng từ rồi, tốn. Đúng rồi, cô rồi sao bằng chị. Tại cô lớn rồi với dạ. Cái chân của cô đau. Bây giờ cô đâu có được ra bán nữa đâu. Dạ. Ở trong nhà thôi. Một quầy, một cái xe nhỏ nhỏ giờ nhưng mà đầy đủ luôn. Không thiếu cái gì trên một cái xe thôi đó mọi người đó. Tối về là gọi cái xe lại đẩy một cái là xong. Rồi, đúng rồi đó. Cái xe cái là chị đẩy cái nữa là xong. Rồi khách ghé nườm nượp nha. Bây giờ là 9 giờ tối cuối tuần thứ bảy. Rồi. Thôi với một miếng rồi chị ơi. Rồi một miếng nha. Bây giờ mới có thấy người kêu hấp đó. Mấy giờ chiên không à. Trời nó béo kìa. Nhìn bên trong nè. Như vậy chị? Của em 8.000 em. À là chả hấp mình bỏ đây luôn đúng không chị? Ừ, dạ. Cái gì hấp là bỏ đây hết. Đúng rồi. Dạ. Cái này chiên bỏ bên kia. À một đó, một bên nồi một bếp ga là hấp, bếp ga là chiên. Đó, tiện quá chị ha. Ừ. Đỡ phải nhiều nồi. Đúng rồi. À, anh chị khách này là anh quen. Em mới từ dạ. Quận 5 chạy qua đó. Quận 5 chạy qua. Dừng xe xuống là biết liền luôn. Anh cả hấp cả chiên luôn ha. Đúng rồi. Dạ. Hai vợ chồng. Cái này là bò viên. Dạ, bò viên chay chị ha. Bò viên chay. Chuẩn bị đi à? Để đưa chị làm cho một hai miếng. Dạ, dạ, vâng, để chị ra, chị cứ làm cho khách đi chị. Ừ. Hết cái này là mình nghỉ chị ha? Đúng rồi, chị hết này là chị cũng nghỉ, chị không có lấy thêm nữa. Ừ. Wow, nóng hổi luôn. Ban đầu em tưởng là chả mặn ấy chứ. Không, tất cả chả chay á. Hết. Chắc là các bé thích ăn cái món đậu hũ bò Trứng Cút vậy đúng ha. Đúng rồi, đúng rồi, Trứng Cút thì chị bán nhiều. Dạ, các bé vô là order món này.
rất là ngon luôn. Sốt này có cay không chị nhờ? Không, nó không cay, không nó cay. Chỉ có thơm tiêu thôi. Dạ. Nếu mà khách ăn lại là cho thêm cái nước sốt chấm. Dạ, ngồi lại chị ha. Đúng rồi, là ngồi ăn lại. Đây là combo của chả chén. Dạ. Rồi tàu hũ á, cái trứng cút, chả chén hấp. Rồi một phần này là bao nhiêu ta? À, một phần này là 35.000. 35.000. 35.000 cho một phần. Chị khách gửi tiền kìa. Rồi. Chị vẫn tiếp tục. 4 miếng, chị lấy 1 miếng hấp nha con. Chiên chưa có. Rồi. Rồi, đổ xe hơi chờ xíu. Làm miếng chắc là tầm 10 giây, 15 giây là xong rồi. Chị làm nhanh quá. Có em đứng đây là chị vướng tay ấy chứ. Không vướng là đúng rồi. Nữa. Trời ơi, hôm bữa là còn nhanh nữa. Ngày hôm qua mà em lại là còn nhanh nữa. À. Tại vì người ta đứng rất là đông. À. Ta mua một lần là 5 miếng, 10 miếng. À. Nên là chị làm phải nhanh chứ. Giờ tan tầm, ta đúng đợi rồi. Đông lắm. Mà đường này thì lại kẹt xe nữa. Mấy tập là khỏi nói cả nhà ha. Đúng rồi. Xe kẹt đường trung tâm quận 7 luôn nha. Đây dân quay lại địa chỉ nha cả nhà. Đây là ngay góc ngã tư số 28. Số 28 và con đường Nguyễn Thị Thập nha. À, phía trước Miniso. Đó. Đây Nguyễn Thị Thập và đường số 28. Từ 3 giờ rưỡi là chị mới có bán nha. Dạ, 3 giờ rưỡi chiều nha cả nhà. Đúng rồi, 3 giờ rưỡi chiều. Cho tới 9 hoặc 10 giờ. Rồi. Đúng rồi. Đó, chị làm thăng thoát khoảng cỡ 2-3 phút thôi là đã xong một phần combo cho khách rồi. Đó, tất cả chị bỏ nồi hấp hết nha. Đó, tất cả la ghim nè, rồi chả nè, rồi đậu hũ đó, một phần như thế này nè. Quá là hấp dẫn luôn. Dạ, em ăn cay không được cho chị. Chờ xíu xíu thôi. Này là chị làm cho dân ăn nè cả nhà ơi. Dạ. Đó, một miếng vậy thôi à. À chị trong lấy thập cẩm nè. Thập cẩm. La ghim nè. Có tất cả cái gì chay được thì chị bỏ cho dân luôn đó. Rồi có chả, có đồ luôn. Dạ. Yeah. Thỉnh thoảng thì khách cũng hay ăn như vậy. Dạ. Cũng ăn đủ thứ hết, mọi thứ ít ít ít. Phần như vậy thì giá sao chị? Phần như vậy thì tầm 60.000. Dạ. Anh chung với lại nước sốt tiêu đen nè. Rau răm hành phi chị ha. Đầy đủ đúng không chị? Đầy đủ. Ok rồi. Chưa thưởng thức nha cả nhà, chờ dừng xíu nha. À rồi cả nhà ơi, thì bây giờ Dương sẽ thưởng thức ha. À một cái phần combo các loại đồ chay của quán chị nè. Bây giờ trong này sẽ có đậu hũ ha, hấp tất cả là dân châu hấp hết, các loại chả quế hấp, rồi bò viên, xúc xích, rồi tất cả những là đồ chay ha. Thức trước cái phần này đi. Cái này sẽ đây là nước sốt tiêu đen nha cả nhà. Đó, bỏ thêm một phần ớt xay nữa, tiêu nữa, nóng hổi luôn. Cái vị một vị rất là ngon nha cả nhà, không phải giống những dân đi ăn mà các loại ví dụ như là bún bò hoặc là bún Huế gì chay á, ăn những cái viên này dân thấy cái mùi rất là khó ăn, nhưng mà ở đây là của chị dân thấy rất là ngon nha.
rất là thơm nha. Rồi cái phần này trước đi. Đây là một phần đậu hũ truyền thống. À, trong này sẽ có rau răm, có ớt xay, có muối tiêu và có nước sốt tiêu đen. Chấm vô ha. Ây chà, đúng vị. Sài Gòn hôm nay quá mát, vị trí này quá đẹp luôn cả nhà. Có một dãy ghế cho mọi người ngồi, đèn sáng và có chỗ để xe. Phía trước đây là công chung cư Hoàng Anh Gia Lai 1 nha cả nhà. Đó. Rồi, đã chưa? Rồi rất là mát luôn. Hũ thơm béo luôn. Ngon quá. Thơm thơm. Tất cả gia vị, nước sốt, hành phi do cô với chị tự làm hết ha. Rồi miếng chả. Miếng sốt này cay nhẹ, có vị nồng của tiêu. Chứ không biết nói là cay lắm ha, tại vì dân ăn cay không được. Cho thêm sa tế nữa, anh cảm giác rất là ngon. Ngon. Dương đã gửi đến mọi người thêm một địa điểm ăn bạch mới ha. À, một địa điểm ăn bạch cũ, nhưng mà bây giờ chị bổ sung thêm những cái món ăn bạch mới nữa để cho cái xe đậu hũ sốt tiêu đen của chị có thêm nhiều sự lựa chọn khách hàng hơn. Rồi mọi người có đi ngang thì có thể ghé ủng hộ nha. Chị bán tất cả ngày trong tuần luôn, từ thứ hai cho đến chủ nhật, và từ 3 giờ rưỡi chiều cho đến 9-10 giờ tối, hết khi nào thì nghỉ khi đó cả nhà ha. Rồi bây giờ xin chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những video lần sau về những món ăn hấp dẫn hơn tại Sài Gòn. Bye bye, xin chào tạm biệt ạ.